Trước khi thực hiện kỹ thuật này, điều dưỡng viên cần nhận định về chi giác, xác định nạn nhân mất ý thức đột ngột, gọi to không trả lời, lay mạnh không đáp ứng, kiểm tra đồng tử thấy đồng tử giãn, da và sắc mặt tím tái, nhợt nhạt. Xác định nạn nhân ngừng thở, nhìn lồng ngực nạn nhân có di động không. Xác định ngừng tim, không có mạch trung tâm, mất mạch cảnh và mạch bẹn. Xác định nạn nhân ngừng thở hay ngừng tim hay vừa ngừng thở vừa ngừng tim. Anh ơi, có nghe tôi nói gì không? Để tiến hành kỹ thuật, cần chuẩn bị dụng cụ phương tiện như sau. Tấm ván hoặc khay lớn, rộng hơn lưng nạn nhân. Gạc miếng hoặc vải sạch, đè lưỡi, khay hạt đậu, chăn hoặc vải trải giường. Các bước tiến hành. Chuẩn bị nạn nhân, xác định nạn nhân ngừng thở, ngừng tim, gọi người hỗ trợ, kiểm tra lại dụng cụ. Kỹ thuật thổi ngạt. Cấp cứu viên quỳ một bên ngang đầu nạn nhân hoặc đứng nếu nạn nhân nằm trên giường, nới rộng quần áo, thắt lưng, caravat, áo lót phụ nữ. Khai thông đường hô hấp, đặt nạn nhân nằm ngửa, đầu nghiêng sang một bên. Mở miệng nạn nhân, dùng ngón tay trỏ cuốn gạc móc đờm dãi, lấy răng giả nếu có. Đặt nạn nhân nằm ngửa đầu tối đa, dùng một tay đỡ dưới gáy nạn nhân, nâng cổ đẩy hẳn ra phía sau. Tay kia đè và đẩy mạnh xuống dưới lên trán nạn nhân nếu không nghi ngờ chấn thương cột sống cổ. Ấn giữ hàm nếu nghi ngờ chấn thương cột sống cổ. Một tay đặt dưới cằm, đẩy cằm ra phía trước, lên trên. Tay kia đặt lên trán nạn nhân, ngón trỏ và ngón cái bịt mũi nạn nhân khi thổi vào. Cấp cứu viên hít vào thật sâu rồi áp miệng mình vào miệng nạn nhân và thổi mạnh. Đồng thời quan sát ngực nạn nhân xem có phồng lên, xẹp xuống theo nhịp thổi hay không. Phải đảm bảo miệng mình trùng kín lên miệng nạn nhân. Lúc bắt đầu thổi, nên thổi liên tiếp 2 lần liền để phổi nạn nhân có nhiều oxy. Ngẩng đầu hít vào thật sâu, đồng thời bỏ tay bịt mũi nạn nhân. Tiếp tục thổi 10 đến 12 lần trên 1 phút cho người lớn, trẻ nhỏ 20 lần trên 1 phút, trẻ sơ sinh 30 lần trên 1 phút cho đến khi nạn nhân tự thở lại được. Khi cần thay đổi người khác thì cần phải duy trì động tác, không được để gián đoạn. Cho nạn nhân nằm thoải mái và đắp ấm, lau miệng, mặt cho nạn nhân. Theo dõi sát mạch, nhịp thở và chăm sóc nạn nhân cho đến khi tình trạng ổn định. Nhanh chóng, nhẹ nhàng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Ép tim ngoài lồng ngực, cấp cứu viên quỳ ngang ngực nạn nhân, ngang tim. Xác định vị trí ép tim, cách mũi ức hai khoát ngón tay trên xương ức, đặt bàn tay không thuận lên xương ức, hướng sang trái. Bàn tay thuận để lên trên, hai tay duỗi thẳng. Dồn toàn sức nặng thân mình ép xuống lồng ngực nạn nhân nhịp nhàng với tần số 100 lần trên 1 phút đối với người lớn. Lưu ý, không đè các ngón tay lên xương sườn vì có thể làm gãy xương sườn, không đè vào mũi ức để tránh làm dập gan và chảy máu trong, không nhấc gốc bàn tay hoặc ngón tay ở trẻ sơ sinh khỏi xương ức sau khi ép tim. Thường xuyên theo dõi sắc mặt, mạch và tình trạng của nạn nhân. Cho nạn nhân nằm thoải mái và đắp ấm, lau miệng, mặt cho nạn nhân. Theo dõi sát mạch, nhịp thở và chăm sóc nạn nhân cho đến khi tình trạng ổn định. Nhanh chóng, nhẹ nhàng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Kết hợp thổi ngạt ép tim. Phương pháp với một cấp cứu viên. Cấp cứu viên quỳ bên cạnh nạn nhân, nới rộng quần áo, thắt lưng, cravat, áo lót phụ nữ, khai thông đường hô hấp, đặt nạn nhân nằm ngửa, đầu nghiêng sang một bên. Mở miệng nạn nhân, dùng ngón tay trỏ cuốn gạc móc đờm dãi, lấy răng giả nếu có. Đặt nạn nhân nằm ngửa đầu tối đa. Dùng một tay đỡ dưới gáy nạn nhân, nâng cổ đẩy hẳn ra phía sau. Tay kia đè và đẩy mạnh xuống dưới lên trán nạn nhân. Nếu không nghi ngờ chấn thương cột sống cổ. Ấn giữ hàm nếu nghi ngờ chấn thương cột sống cổ. Phối hợp nhịp nhàng giữa thổi ngạt ép tim với tỷ lệ 2 lần thổi ngạt 30 lần ép tim.
thực hiện 5 chu kỳ. Kiểm tra hơi thở, cấp cứu viên áp tai vào vùng mũi, miệng nạn nhân, đồng thời mắt nhìn lồng ngực, bắt động mạch cảnh. Trường hợp ổn định, ủ ấm cho nạn nhân, thường xuyên theo dõi sắc mặt, mạch và tình trạng của nạn nhân. Trường hợp chưa có mạch, nhịp thở, kiên trì thổi ngạt, ép tim cho đến khi nạn nhân thở trở lại, tim đập trở lại, thời gian 30 phút. Theo dõi sắc mặt, nhịp thở, mạch, đồng tử của nạn nhân trong suốt thời gian cấp cứu. Nếu mạch